Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình iGroup nhận 3 tập cần có kiểu là BRC của khoảng 15 đô người ta các bạn chạy trên nền tảng TC20 để tham gia hôm nay. Mình lấy phần link mô tả, mình mở tay ra móc start chat cho bot nào bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn lấy cấp trang nha các bạn. Thì nó nổi thông số nào thì các bạn điền cấp trang nha các bạn. BKF9 UU không ta. Rồi một tốc cần BRD khoảng 5 đô các bạn join, bấm continue các bạn cho giá này. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller nè các bạn. Các bạn join sao nhóm chat nữa nè bạn. Giá này mới ra có 400 mấy chục người tham gia các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join tiếp kênh channel follow nè các bạn. Các bạn bấm vào follow nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join tiếp kênh channel nữa các bạn. Bạn follow hai kênh channel nữa các bạn. Rồi bạn bắt up lên nữa. Nhiệm vụ thứ ba thì các bạn follow và tweet nè các bạn. Và mình cũng xin chúc mừng cho tất cả các bạn theo mình dự án SFB như ta các bạn. Vì mình không làm cái video hướng dẫn các bạn rút tiền thì mình bị mất cái mặt mã 30 cây các bạn nên bị hack 85 tô cần chạy có khoảng 300 đô 200 mấy 300 đô các bạn. Rồi các bạn theo dõi này nha các bạn. Rồi các bạn like và tự quyết nữa các bạn. Con này nó sẽ tăng trưởng lên từ 5 đô đến 100 đô các bạn. Rồi bạn test lại nè bạn. Dự án này mình cũng chưa biết list thằng nào luôn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn subscribe kênh channel đó nè các bạn. Các bạn bấm vào đăng ký kênh YouTube nữa nha các bạn. Rồi các bạn đăng ký nè các bạn. Dự án này mới ra luôn các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn bấm vào submit detail nha các bạn. Rồi nó hỏi có join kênh group trên Zalo bấm don nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link Blue Fire tại Twitter của mình nha các bạn. Thì mình các bạn vào tại Twitter của mình các bạn copy username các bạn. Vì mình đã sang qua đây cho copy cho mau các bạn ơi. Bạn nào không biết thì xem lại những video mình hướng dẫn các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Mình gửi cho bot nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn để lại comment dưới mình trả lời cho các bạn nha các bạn. Ui là tài cái này sao mà nó bạn dán vào này các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại submit username channel link. Thì các bạn có thể gửi lại một cái link YouTube hoặc là username cũng được các bạn. Submit username channel link. Thì mình gửi được cái link đi các bạn. Mình gửi link YouTube cũng được. Link YouTube thì các bạn vào YouTube vô ba chỗ trên cùng các bạn chia sẻ các bạn copy các bạn. Các bạn nên gửi cái link YouTube cho nó nha các bạn. Rồi mọi người cho bot tiếp tục nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với TRS nha bạn. Các bạn có thể tìm địa chỉ với địa chỉ cho đêm thì vào danh sách phát mình xem những video hướng dẫn tao với làm iGroup nha bạn. Rồi các bạn bấm vào reset nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ với TRS mình nè. Rồi bấm đáp lại nha bạn. Rồi các bạn đáp lại nè. Bạn dán vào. Bạn gửi cho bot nha bạn. Mạng lắc rồi các bạn. Các bạn thông cảm các bạn, mạng quá lắc các bạn ơi. Tiếp tục thì các bạn bấm vào xe tiếp thì các bạn cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 3 tốc cần BRD này các bạn. Tốc cần này lên sẽ dự án nó sẽ là tự lên từ 5 đô đến 100 đô cho một tốc cần các bạn. Vậy mình gửi đến các bạn video, các bạn đừng quên like và đăng ký cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé.